Tiếp tục livestream. Xong rồi, mất sóng. Giờ đã có sóng lại rồi. Cái này đi mùa sen mới đẹp ấy nhỉ. Đùn đó một tiếng nữa kìa. Chết cá rồi. Ồ, đông này vui nè. Đồ gì xuống đây tắm mát vậy? Ừ. Xuống tắm là phải đã đó. Ở đây à? Có trường ấy. Không sao ạ. Gì có phao đâu mày? Không, nhưng mà canh rồi. Ô, con vịt nữa này. Cứu tươi. Chai nè, cứu tươi. Con đang lấy cái chùa với sao. Rồi, ok. Này, nhìn như Trung Quốc ấy nhỉ. Đây là núi Thượng Hoàng nhá. Các bạn nhìn thấy là hai cái kia giữa là cái. Ôi. À, hai bên là hai cánh rất đẹp. Núi Phượng Hoàng. Này, biết sao có chùa luôn. Ừ. Chỗ này nó bê đẹp.